chân âm vang lời
ngày cứu mẹ hiền lìa oan khiên, gắng lo đền đáp ơn mẹ cha dinh dưỡng, sớm hôm thờ kinh cung phụng đầy tình thương, sống theo đạo pháp trọn đời con nhớ luôn. Hôm nay ca mừng mùa báo ân về, công ơn bao người đã hiến cho đời, công ơn bạn hiền thầy tổ luôn ghi nhớ, sống sao cho trọn nghĩa người ơi. Tỏ ngát hương trầm, Vu Lan đã về vang tiếng chuông rền, Vu Lan êm đềm nhạc khúc mùa bao hiếu, bốn phương ca ngợi đức kiên liêm, nhắc gương ngài như luôn phụng thờ tổ tiên, nhớ ơn Phật pháp tăng là ơn tam bảo, nhớ ơn tổ quốc ơn đồng bào yêu thương, góp công đền đáp trọn đời con nhớ luôn. Hôm nay ca mừng mùa báo ân về, con dâng mẹ hiền một đóa hoa hồng, ghi sâu ơn mẹ hạnh phúc con vui sống, nghĩa ơn của mẹ như biển đông. Kính lạy Phật pháp tăng tam bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường, nguyện cầu chư Phật mười phương độ trì cho kẻ hiền lương. Khói hương thơm ngát tỏa sen, thành tâm quỳ kính dâng lên Phật đà, phước lành cho cả chúng sanh, thấy nghe diệu pháp sang trong tâm hồn, hương trầm con kính dâng lên, nguyện cầu chư Phật chứng minh. Gió thơm thanh khiết đẹp tươi, một lòng tinh tấn sống vui lục hoa, hương hoa vạn pháp nơi tâm, cùng chung chán niệm rơi hòa đồng tu, tâm thần con kính dâng lên, nguyện cầu chư Phật chứng minh. Kính lạy Phật pháp tăng tam bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường, của này vốn của thiêng lương, Bồ đề
vốn ở tại tâm. Minh đăng chiếu ấn từ quang, diệt tang phiền não sáng soi đạo vàng. Nương thuyền trí tuệ pháp vương, đến nơi bờ giác vô minh không còn. Trăng vàng tỏa sáng nơi nơi, gieo niềm an lạc thế gian. Thầy trưởng mai nè, mai kêu nói, nói thì nó nay trưởng ở chỗ ông ôm á cây dầu rồi nó có nó đánh nó kia ra vậy là ngày nó thầy trưởng nhìn nó nhắn một mình ở chốn rừng xanh tự hỏi làm sao có làm sao một mình ở trong rừng xanh tự hỏi có nên lánh thị thần đáp lại cảnh nhàn ta vẫn hết nhưng còn hận sự của nhân sanh bởi còn hận sự của nhân sanh nên phải biết nhân duyên có thị thần biết bao giờ làm xong nhiệm vụ trở về an hưởng cảnh rừng xanh thôi đừng mơ đừng mơ ước cảnh rừng xanh ích kỷ làm sao đạo được thành sanh chúng lâm vào cơn tuổi thịnh chỉ chờ thương trước thương hồi xanh. Khi bà giới thiệu mà khi bà liên hoan gì ở đâu đi bà, khi bà giới thiệu bà tên gì ở đâu đi bà, mẹ trưởng dạ mẹ trưởng dạ mẹ trưởng dạ về đây mình muốn con ai đâu muốn cho một cái cô tới một ngày ngày hôm năm ngày ngày năm sáu Phật tấm lòng thành nguyện báo đáp ơn sâu. Thắp nên hương trầm một làn khói thơm bay dịu dàng, lòng thành con xin kính dâng
chư Phật mười phương. Rồi lòng thanh thoát, con chắp tay nguyện cầu vào ngày Vu Lan, ngày bao hiếu đấng sinh thành. Bao năm khó nhọc để dạy dỗ con nên người, bao năm đắng cay vì hạnh phúc con ngày sau. Dù nhiều gian khó nhưng vẫn luôn thương đàn con, công lao cha mẹ biết nói sao cho vừa. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Minh Giáo Chủ Cứu Khổ Bổn Tôn Cứu Mạng Minh Đồ Đại Thánh Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Chứng Minh. Thường ai sống đặng bao giới định tuệ lâm, giải thoát chỉ kiến quý công đường. Ngào ngạt tâm một phương thanh tịnh tâm hương, đệ tử chúng có nguyện cúng dường. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Cõi Nam Thiên Bồ Đề nước Việt Nam, tịnh Bình Long Ma Nguyện Trà Ôn Thị Trấn Trà Ôn Ôn Cầu Pháp Quyến Ma Xá Ngọc Trà Diệp Môn Đồ Pháp Quý Nam Nữ Phật Tử Chúng Căn Thiên Lễ A Quý A Nhật Lần Thứ Nhất Nga Bao Đức A Anh Sư Bụng Quỳ A Cô Ni Sư Thích Tử Xuân Liên Thế Dân Phạm Thị Ba Thiên A Tịch Bồi Hiên Ngũ Hoạt Chị A Thập Lũ Dịch Phượng Thời Tây Quy Nguyện Giác Linh Cố Niên Sư A Cao Đăng Phật Quốc A Bất Dòng Nguyện Lực Tái Hiện Đàm Qua Cao Từ Hàng A Sanh Tử Thệ Ba Tiếp Chúng Sanh Bồ Đề Thị Ngàn Thiên Thiền A Môn Đồ Pháp Quyến Chúng Tăng Phước Quệ Tề Tu Yên Tha Dịch Đắc Di Đà Bỏ Ký Kỳ Nguyện A Kỳ Siêu A Chư Thiên Linh Phụng Thờ Thải Tịnh Xá Ngọc Trà Cường Thừa Công Đức A Nhập Thấm Siêu Phạm Lị Thế Quang Thanh Tự Thế Thừa Anh Câu Hồng Giải Thoát Thế Tôn Đức Thương Nam Tịnh Tán Dương Thiên Hổ Đệ Tử Chúng Tăng Cùng Nói Phật Tiền Ngưỡng Khâu Hồng Từ Hào Tương Quang Trung Phủ Mì Minh Chính Hương A Thank you.
Ba la mô tê đề ma lô ma ra ông lô ma.
Bồ Tát
Thầy quy di nguyện giác lê
Minh Na Ni Sư chẳng quên nguyện cứu, trở lại ta bà chứng lòng để tứ thiết ta một giả chi thành báo còn. Lại nguyện mặt trời trí huệ tiêu cao, bánh xe pháp luôn luôn luân chuyển, nguyện đem công đức đầy kỳ phước báo an chư thiện nam tín nữ Phật tử chúng đăng, trường thừa công đức lực xuân đa kiếp thánh hạ bảo bình an tu tập tam tai đồng nghìn ba phước, thiện đề môn đồ pháp quyến phước huệ sông tu viên tha diệt đắc di đà thọ ký phổ nguyện bốn mạnh tổng bao tam hữu cùng si cấp pháp giới động tay đều trọn thành Phật đạo. Thiền đức tăng ni, kính bạch quý ngài, chúng con kính nghe tổ đức đã dạy, ân giáo dưỡng một đời nên tuệ mạng, trở thành người kế vãng khai lai, công đức ấy sánh bằng non thái, mãi ngàn sao muôn kiếp khó đáp đền. Hôm nay nhân lễ quý kỵ lần thứ nhất, tưởng niệm ngài viên tịch ân sư chúng con Cố Ni Sư Thích Nữ Xuân Liên, nguyên vị ủy viên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Trà Ôn, trụ trì tịnh xá Ngọc Trà. Chúng con thành tâm thiết lễ tưởng niệm, thành tâm cung thỉnh chư tôn thiền đức nhị bộ tăng già quang lâm đạo tràng tịnh xá để chứng minh cho buổi lễ tưởng niệm và dâng cúng pháp y ca sa. Giờ phút này nơi đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, một lòng thành kính cung thỉnh chư tôn đức quang lâm lễ trường để chứng minh cho buổi lễ dâng cúng pháp y ca sa.
kính mong chư tôn thiền đức Thùy Từ Quan Hỷ Quan Lâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên đã được chư tôn đức Quan Hỷ niệm Phật chứng minh, chúng con thành kính đê đầu đảnh lễ cúng dường tam bái. Nhất tâm đảnh lễ hiện tọa đạo tràng, chư tôn đức chứng minh tam bái. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân chắp tay trang nghiêm để cung đón chư tôn đức Quan Lâm về nơi lễ trường. Nơi bàn chứng minh thứ nhất, cho phép chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh đạo hiệu Thượng Phước Hà Tâm, Thượng Tọa Thượng Đức Hà An, Đại Đức Thích Tánh Bình, Đại Đức Thích Phước Dưỡng, Đại Đức Thích Minh Ngạn, đồng cung thỉnh chư Đại Đức Tăng Thân Lâm phía hội trường tay phải nhìn ra. Kính cung thỉnh quý ni trưởng, quý ni sư, chư tôn thiền đức ni Quan Lâm bàn chứng minh phía tay trái. Và trân trọng kính mời chư vị khách quý, lãnh đạo chính quyền các cấp tiếp tục an tọa nơi bàn chư tăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng, quý ni sư, chư tôn thiền đức tăng ni. Kính bạch quý ngài, kính thưa chư vị khách quý cùng toàn thể đạo tràng Phật tử kính mến. Giờ phút này để thành kính nguyện cầu Tam Bảo chứng minh cho buổi lễ tưởng niệm quý kỳ lần thứ nhất Cố Ni Sư Xuân Liên, cũng như lễ dân cúng Pháp Y Ca Sa tại đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Trà sáng hôm nay được thành tựu viên mãn. Kính cung thỉnh chư tôn đức, kính mời toàn thể đạo tràng đồng Quan Hỷ khởi thân chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Cung thỉnh Hòa Thượng khởi niệm. Mời toàn thể quý liệt vị đồng an tọa. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, cho phép chúng con thay lời ban tổ chức thông qua lễ tưởng niệm và dân cúng Pháp Y Ca Sa sáng hôm nay. Một, cung nghinh chư tôn đức Quan Lâm lễ trường. Hai, niệm Phật cầu gia hộ. Ba, thông qua chương trình tuyên bố lý do giới thiệu thành phần tham dự. 4. Cài hoa hồng lên chư tôn đức. 5. Tác pháp cúng dường pháp y. 6. Đạo từ của hòa thượng chứng minh. 7. Nhiễu đàn dân cúng pháp y và lời cảm tạ của ban tổ chức. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, quải dép về tay chốn nghỉ ngơi, hạt vàng cất cánh ngắm phương trời, quyển thân gửi lại nơi trần thế, tưởng niệm hôm nay có mấy lời. Cố Ni Sư Thích Nữ Xuân Liên, nguyên ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Trà Ôn, nguyên trụ trì Tịnh Xá Ngọc Trà, người với hạnh nguyện thanh bần, hình ảnh của một vị sư cô tay bưng mâm thức ăn chay thanh đạm vào những buổi chợ hầu có phương tiện cho tịnh xá và xây dựng Tam Bảo. Cố Ni Sư đức từ khiêm cung, cuộc sống thanh bần,
luôn được mọi người quý mến và kính trọng. Mỗi khi gia đình Phật tử hay quanh vùng có hữu sự, ni sư đều đến chia buồn, động viên, bất kể mưa gió, ngày hay đêm. Đối với địa phương, ni sư luôn chấp hành tốt pháp luật và chính sách của nhà nước. Ngoài hạnh nguyện của một hàng sứ giả Như Lai, hạnh từ bi luôn tỏa sáng. Với mọi công tác từ thiện, ni sư là phó ban điều hành cơ sở cơm cháo từ thiện bệnh viện huyện Trà Ôn. Ni sư luôn lấy bát kinh pháp và lục hòa pháp làm trọng. Từ bậc đại lão cao tăng cho đến tỳ kheo trẻ tuổi, ni sư đều cung kính, thật tâm ân cần kính lễ Như Pháp. Chính vì thế luôn được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Trà Ôn, tăng ni trong và ngoài huyện nói riêng, cũng như Ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long luôn kính trọng và biểu dương. Chính vì những đức độ cao cả ấy, ni sư là bậc mô phạm chốn Tòng Lâm, vì thế luôn được cung thỉnh vào ngôi vị Hội đồng Thập sư cho tất cả các giới đàn trong tỉnh Vĩnh Long. Đối với Phật tử, ni sư luôn là bậc thầy mẫu mực, coi trọng việc hoằng pháp lợi sanh, hướng dẫn tu học đúng chánh pháp. Vì thế Phật tử chợ Trà Ôn cũng như quanh vùng quy tụ về quy Tam Bảo với Ngài rất đông. Chính vì thế, hàng môn đồ pháp quyến chúng con luôn được tưởng niệm và kính trọng đến bậc thầy mô phạm. Hôm nay nhân lễ tưởng niệm quý kỵ lần thứ nhất Ngài Viên Tịch Cố Ni Sư Xuân Liên, môn đồ pháp quyến Phật tử đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Trà chúng con long trọng cử hành lễ tưởng niệm quý kỵ Cố Ni Sư, đồng cung thỉnh chư tôn đức vị bộ tăng già. Trân trọng kính mời chư vị khách quý cùng toàn thể Phật tử thân lâm đạo tràng Tịnh Xá để chứng minh cho lễ tưởng niệm và lễ dân cúng pháp y ca sa. Trên bàn chứng minh thứ nhất, cho phép chúng con được thành kính đảnh lễ và cung kính giới thiệu Hòa thượng Đạo hiệu Thích Phước Tâm, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Thượng tọa Thích Đức An, Phó trưởng Ban Hoằng pháp kiêm Phó trưởng Ban Giáo dục Phật giáo, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Đại đức Thích Tánh Bình, Chánh thư ký trưởng Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Phó trưởng Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Trà Ôn. Đại đức Thích Phước Dưỡng, Chánh thư ký Ban nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Đại đức Thích Minh Ngạn, tiểu trưởng tiểu ban từ thiện Phật giáo quận Ô Môn, cùng chư tôn thiền đức tăng Quang Lâm chứng minh chúng con thành kính đảnh lễ giới thiệu chung. Về phía chư tôn thiền đức ni, chúng con xin được cung kính giới thiệu ni trưởng Thích Nữ Ngoạc Liên, quỹ viên ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giáo phẩm thường trực ni giới hệ phái Khất Sĩ, cố vấn phân ban ni giới trung ương, trụ trì tổ đình Tịnh Xá Ngọc Phương, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ni trưởng Thích Nữ Hải Nghĩa, cố vấn phân ban ni giới Phật giáo Vĩnh Long. Ni trưởng Châu Lý Chiêu Liên, giáo phẩm thường trực ni giới hệ phái Khất Sĩ, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Khánh, Long Khánh. Ni trưởng Ẩm Liên, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Thủy, quận Bình Thủy. Ni trưởng Mạnh Liên, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Ẩn, thành phố Cần Thơ. Ni sư Thích Nữ Linh Liên, cố vấn phân ban ni giới Phật giáo Vĩnh Long. Ni sư Thích Nữ Như Minh, phó trưởng ban trị sự, trưởng phân ban ni giới Phật giáo Vĩnh Long. Ni sư Chân Liên, ni sư Ánh Liên, trụ trì Tịnh Xá Ngọc An, Long An. Ni sư Bạch Liên, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Ni sư Kiệm Liên, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Chương, Vị Thanh. Ni sư Lan Liên, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Liên, thành phố Cần Thơ. Ni sư Sĩ Liên, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Sĩ, thành phố Cần Thơ. Cùng quý ni trưởng, ni sư, chư tôn thiền đức ni, hệ phái Khất Sĩ, chư tôn thiền đức ni, trụ trì các tự viện, về chứng minh buổi lễ thành kính giới thiệu chung. Ban tổ chức trân trọng được đón tiếp và giới thiệu sự hiện diện của ông Trần Văn Chiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Ôn. Bà Lê
Tú Nhi, Phó trưởng Công an thị trấn Trà Ôn, cùng quý vị khách quý trong phái đoàn về tham dự trân trọng giới thiệu chung, cũng như sự hiện diện đông đủ của nam nữ Phật tử về tham dự buổi lễ ban tổ chức trân trọng giới thiệu chung. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, hoa hồng thắm màu vàng cùng ý nghĩa chỉ đượm mồng hai sắc thể từ bi, dù mẹ còn hay mẹ đã mất đi, xin giữ mãi tình yêu con giữ mãi. Kính bạch chư tôn đức, trong buổi lễ sáng hôm nay, để thành kính dâng lên chư tôn đức, gửi tặng đến toàn thể quý Phật tử những đóa hoa hồng tươi thắm, tượng trưng cho vẻ từ bi giải thoát, Phật tử chúng con xin được dâng lên quý ngài những đóa hồng tươi thắm. Kính mong chư tôn đức vận lòng quan hỷ chứng minh và ban tổ chức trân trọng giới thiệu Phật tử phước độ dâng lên ca khúc bông hồng cài áo cúng dường trong buổi lễ sáng hôm nay. Trân trọng kính mời. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Rồi mai này mẹ hiền có mất đi, như đó hoa mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thân thiện, là bóng mang trên cao, là mắt sáng trăng sao, là anh đu trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lon ngọt ngào, mẹ, mẹ là nai suối buồn cao, là tiếng xe đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là bông liên yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó con về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói, cài lên áo đó em, đó hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, thì xin anh, thì xin em, hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Thank you.
sông suối siêu hiền. Mẹ là bài hát thật tiếng, là bóng mang xiên cao, là mắt sáng trăng sao, là anh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ là lọn mía ngọt ngào, mẹ là nai suối buồn cao, là tiếng xe đêm mau, là nắng ấm nương sâu, là vòng liêm yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó con về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không? Đó hoa màu hồng vừa cày lên nao, tôi vui sướng đi, thì xin anh, thì xin em, hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui. Vu Lan về con cài lên ngực, bông hồng vàng báo hiếu mẹ cha. Tháng bảy mưa ngâu hay nước mắt nhạt nhòa của những đứa con nhớ về cha mẹ. Vừa qua toàn thể đạo tràng chúng con đã được dâng lên chư tôn đức những đóa hoa hồng tươi thắm, kính dâng lên quý ngài những bậc thầy mô phạm đã hy sinh cả cuộc đời cho chúng sinh. Kính bạch chư tôn đức, âm thầm con điểm bước thời gian, nghĩ nhớ song thân suối lệ tràn, mong mỏi mau đến ngày tháng bảy lễ đàn báo hiếu hội Vu Lan. Trước chuỗi ngày chuẩn bị đón mừng mùa Vu Lan thắng hội trở về, cũng là trong mùa an cư kiết hạ, ngày chư tôn đức tăng ni tăng long thêm tuổi đạo, hàng Phật tử chúng con nhân lễ tưởng niệm quý kỵ cố ni sư bậc thầy mô phạm của đạo tràng Tịnh Xá chúng con. Chúng con sắm sanh pháp y dâng lên cúng dường chư tôn thiền đức với tất già chí thành. Giờ này ban tổ chức trân trọng kính mời Phật tử Diệu Tâm cùng quý Phật tử đại diện cho đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Trà dâng lên chư tôn đức lời tác pháp cúng dường pháp y. Trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng chứng minh, kính bạch chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng ni, chúng con nghe cổ đức dạy: cây có cội mới đơm bông kết trái, nước có nguồn mới tỏ khắp rạch sông. Phàm thọ thân người ai ai cũng có tổ tiên cha mẹ. Lời dạy đã làm chúng con bùi ngùi xúc động, cảm nghĩ đến sanh thân.
10 tháng cưu mang, 3 năm bồng ẩm. Công ơn ấy, ví tợ trời cao, không dễ một sớm một chiều mà đền đáp. Vả lại, Đức Phật dạy, điều thiện tối cao không gì hơn hiếu, điều ác cùng cực không gì hơn là bất hiếu. Kính lại chư tôn thiền đức, mẹ là nghìn cánh hoa lê, kết bè bạn hạnh phúc, con về bến mơ. Từ lâu lòng trẻ đợi chờ, vượt muôn sóng cả, ghé bờ liên hoa. Thật là một phước duyên hy hữu, cứ nghĩ mình là người bất hiếu. Nhưng qua Pháp Vu Lan, Pháp mà Đức Phật dạy cho những ai có tâm hướng về cha mẹ, với lòng thành kính khẩn cầu vọng bái mười phương tam bảo, hiện tiền chư tôn đức tăng ni trong 3 tháng an cư kiết hạ. Hôm nay ngày trọng đại ấy lại trở về, lại một lần nữa tạo duyên lành cho chúng con kính lễ đáp đền công ơn cha mẹ. Kính lễ quý ngài, cha mẹ sinh thân cốt nhục cù lao, thầy tổ nuôi mạng tinh thần khó nhọc. Thật vậy, công ơn sinh thành đã đành to lớn, nhưng ân giáo dưỡng lại càng lớn hơn. Vì quý ngài là hàng sứ giả Như Lai, là bậc hướng đạo sư dạy dỗ chúng con theo pháp xuất thế gian tu liễu sinh thoát tử. Ơn đức ấy thật vô lượng, chúng con không biết lấy gì đền đáp cho cân. Hôm nay nhân mùa Vu Lan tháng hội đã trở về, cũng là ngày tưởng niệm quý kỵ của y sư chúng con, vị thầy khả kính đã dâng hết cuộc đời cho đạo pháp và chúng sinh. Được sự cho phép và hướng dẫn của sư cô trụ trì tịnh xá Ngọc Trà, để đáp đền hai đấng sinh thành cũng như đáp đền ân đức quý ngài, theo lời dạy của Đức Phật, trong mùa Vu Lan báo hiếu, chúng con câu hỏi về tịnh xá, chúc mừng cánh tuế chư tôn đức thêm hạ lạp và noi gương tôn giả Mục Kiền Liên, sắm sanh lễ vật cùng pháp y cao cả là tinh vật của chư Phật chiến thắng ma quân, đắc thành đạo quả. Kính dâng lên chư tôn đức để quý ngài tùy duyên làm hành trang trên bước đường hoằng pháp lợi sinh, xiển dương chính pháp, cứu khổ ban vui cho nhân loại. Chúng con xin nguyện hồi hướng phước báo này cầu nguyện cho Phật Nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, thiên hạ thái bình, chư thai tiêu diệt. Nguyện giác linh ni sư cao đăng Phật quốc. Riêng đối với chúng con, được nhờ phước báo này mà đời đời được gặp Tam Bảo. Chúng con nguyện hồng ân Tam Bảo chứng minh phổ độ cho cha mẹ hiện tiền của chúng con được an vui trường thọ, cha mẹ bảy đời quá vãng được vãng sanh Phật quốc. Ngưỡng mong trên Hòa Thượng chứng minh, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, Ai Lân Mẫn Nạp cho chúng con được ân chiêm công đức. Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát. Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát. Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát. Chư tôn đức nghìn lần cao quý, thay Phật tuyên dương pháp diệu quyền, là phước điền cho muôn loại gieo duyên, là mô phạm cho nhân thiên cung kính. Qua lời đại diện tác pháp cúng dường pháp y của đạo tràng Phật tử tịnh xá Ngọc Trà, để cho buổi lễ được vuông tròn công đức, chúng con hướng tâm về bàn chứng minh, thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đức Hòa Thượng Thượng Phước Hà Tâm chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ban lời đạo từ cho đạo tràng chúng con, thành kính cung thỉnh Pháp Âm Đức Hòa Thượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh, kính bạch chư tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng, kính bạch quý ni trưởng, quý ni sư, chư tôn đức tăng ni kính mến, kính thưa ông Trần Văn Chiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Ôn, kính thưa vị đại diện công an huyện Trà Ôn, kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm Mậu Tuất, tại tỉnh xá Ngọc Trà, môn đồ Pháp Quyến long trọng tổ chức
lễ tưởng niệm cố ni sư trụ trì Tịnh Xá Ngọc Trà lần thứ nhất để đền đáp nghĩa ân, để nói lên tinh thần thượng báo tứ trọng ân hạ tế tam đồ khổ của người con Phật. Kính thưa quý vị, và hôm nay quý Phật tử cùng nhau hòa hợp trở về Tịnh Xá để mà hành lễ tưởng niệm ấy, thể theo sự tổ chức của ban tổ chức cũng như quý ni sư trụ trì Tịnh Xá Ngọc Trà khuyến khích quý Phật tử lễ dân pháp y trong mùa Du Lan tháng hội này. Kính thưa quý vị, mới đây mà mùa Du Lan báo hiếu đã gần đến gần kề. Mùa Du Lan báo hiếu là một mùa quan trọng, một mùa coi như cái truyền thống của Phật giáo từ bao đời qua, mấy nghìn năm lịch sử vẫn còn tồn tại trên đất nước Việt Nam và được phát triển trong ngôi nhà giáo hội nói chung và Phật giáo đồ Việt Nam nói riêng. Thì hôm nay với truyền thống tốt đẹp đó, quý vị đã hoan hỷ, đã thành tâm mà sắm sửa pháp y dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng ni, đó là thể hiện cái tinh thần hiếu đạo của người con Phật. Quý vị đã biết cái pháp y là cái bảo vật từ xưa đến nay mà chư tôn thiền đức đệ tử của Phật luôn luôn để mà tôn trọng và để mặc vào chiếc y hành đạo và chiến thắng ma quân trên bước đường tu thân hành thiện. Đó là cái truyền thống rất tốt đẹp từ ngàn xưa đến nay mà Phật giáo luôn luôn trân trọng và khuyến khích quý Phật tử nên hành cái pháp này. Đối với Phật giáo, nếu ngoài cái nghi lễ ra mà nếu chúng ta không có làm lễ các cái lễ dân pháp y trong mùa báo hiếu hay là hoặc cái lễ cúng dường để mà tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ của quyền thất tổ, báo hiếu phụ mẫu trong tứ trọng ân của người Phật tử thì Phật giáo không còn nữa. Bởi vì cái nghi lễ nó làm cho nó tác động vào trong cái tâm của con người con Phật, nó làm cho mọi người được kính mến, kính lễ. Bởi vì cái hiếu đã là một cái cội nguồn của mọi lễ nghi, mọi đạo đức trên cuộc sống này. Kính thưa quý vị, hôm nay quý vị đã thể hiện qua cái là lòng thành kính biết ơn, kêu bằng thượng báo tứ trọng ân hạ tế tam đồ khổ, là ơn cha mẹ sanh thành dưỡng vật dưỡng dục, ơn thầy tổ giáo hóa, ơn quốc gia thị thổ, ơn những nhà cầm quyền để mà chăn dân trị nước, ơn của đàn diệt chúng sanh để mà phát triển và nghĩa là tạo ra những cái phẩm vật mà chúng ta đã cuộc sống hàng ngày đang phải chịu ảnh hưởng này. Quý vị đã biết Hòa Thượng Minh Châu hồi xưa đó, Hòa Thượng nghĩa là có dạy nghĩa là coi như là một người mà Việt Nam mà nhất là cái tăng ni Phật tử trong ngôi nhà Phật giáo mà biết tri ân và báo ân mà không biết tri ân và báo ân là không còn, không phải là người Việt Nam đó. Cái lời dạy của Hòa Thượng nó làm cho cái đi vào cái phương châm của người con hiếu thảo, cái đạo lý đó muôn đời luôn sáng chói và được phát triển theo tinh thần từ bi vô ngã vị tha của đạo Phật. Thì hôm nay quý vị đã làm theo cái truyền thống này rất tốt đẹp, dầu không gian hay qua thời gian đi nữa cũng vẫn cái truyền thống này cũng còn lưu mãi trên những cái ngôi nhà Phật giáo chúng ta, những người Phật tử. Đức Phật dạy rằng tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Ai muốn cầu thành Phật quả như chư Phật ba đời là phải thi hành tu hành theo cái hạnh hiếu, nuôi dưỡng song thân có hiếu với cửu quyền thất tổ để chúng ta tác thành làm một cái truyền thống tốt đẹp. Quý vị đã biết trong cái tinh thần mà hiếu đạo của người con Phật luôn luôn được gắn bó, luôn luôn được tưởng nhớ. Quý vị đã dự biết bao nhiêu cái lễ Du Lan rồi, mỗi năm từ tháng 5, tháng 6, tháng 7 là một mùa thu, mà mùa thu là một cái mùa làm chúng ta nhớ lại cửu quyền thất tổ, cha mẹ bãi đời quá giảng để mà chúng ta phần nào báo đáp, để mà vọng tưởng về người đã quá cố, đã mất đi, để lại chúng ta một những người con, người cháu rất là đau buồn trong cái mùa thu này. Thì hôm nay quý vị cũng noi theo cái tinh thần đó, chúng tôi xin thay lời
chư Tôn Thiền Đức chứng minh thành tâm mà tán thán và chứng minh hứa khả cái lễ dân pháp y này, và chúc quý vị luôn luôn những người con Phật luôn luôn tinh tấn tu hành, và trong mùa Du Lan báo hiếu này quý vị đạt thành những cái hiếu hạnh trên bước đường báo ân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và kính chúc quý vị lãnh đạo chánh quyền các cấp để mà phụng sự cho dân tộc, đưa dân tộc nước nhà riêng quyện Trà Ôn này được giàu đẹp và luôn luôn mãi mãi là những người nghĩa là ưu tú để mà hướng dẫn dân tộc đi trên con đường phụng sự đạo pháp, và nghĩa là sống an hiền ở lành, làm cho xã hội tốt đẹp an vui hơn. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh A Di Đà Phật. Lời vàng ngọc xuất phát từ kim khẩu, nuôi tâm con khôn lớn từng giờ. Đây phút giây thanh tịnh tuyệt vời, như sen báo dược lên bùn để nở. Qua lời đạo từ cao quý của Hòa Thượng Chứng Minh, đạo tràng tịnh xá chúng con kính nguyện y giáo phụng hành, và thành kính đê đầu đảnh lễ tri ân cúng dường tam bái. Nhất tâm đảnh lễ hiện tòa đạo tràng nhị bộ đại tăng tam bái. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, chúng con kính nghe cổ đức từng dạy. Phước này có phước nào hơn, cà sa dân đến chư sơn tăng già, thiện nam tín nữ hiệp hòa, cùng nhau câu hội bảo tòa dân y. Giờ phút này trân trọng kính mời đạo tràng tịnh xá ngọc trà, nhiễu đàn dân cúng pháp y, trân trọng cung thỉnh sư cô Quán Liên tuyên đọc kệ dân cúng pháp y. Trân trọng kính mời. Cà sa quay đứng chỉ bằng sắc vàng thanh bạch của hàng sa môn, nói gương từ phổ Thế Tôn quần khai giao pháp tam muôn bốn ngàn. Ngày nay thiện tinh các hàng ca xa đại lễ nghiêm trang cử hành, dân với tâm lòng thành ba vòng nhiều Phật đồng thanh nguyện cầu, chư tăng quan hỷ lành thâu căn lành, gieo giống để hầu mai sau, nguyện mau dưng khỏi trần lao, thấm những trăm họ năm châu thành hành, chung cho cả thai chúng sanh hồi đầu hướng thiện tâm thành quy y, lần theo gương đấng từ bi xuân gia hành đạo mang y ngồi kìa, tu tâm dưỡng tánh mỗi bề tham sân đoạn tuyệt bồ đề, đến nơi ca xa quay đứng chi bằng
sắc vàng thanh bạch của hàng Sa Môn, nói gương từ Phổ Thế Tôn, hoằng khai giao pháp tam muôn bốn ngàn. Ngày nay thiện tinh các hàng ca xa đại lệ nghiêm trang cử hành, dân y với tấm lòng thành, ba vòng mà nhiêu Phật đồng mà thanh nguyện cầu, chư tăng hoan hỷ lành thâu căn lành, gieo giống để hầu mai sau, nguyện mau dứt khỏi trần lao, thấm nhuần trăm họ năm châu thành hành, chung cho cả thai chúng sanh hồi đầu hướng thiện tâm thành quy y, lần theo gương đấng từ bi, xuân gia hành đạo mang nghi ngồi kề, tu tâm dưỡng tánh mỗi bề, tham sân đoạn tiếng Bồ Đề, đến nơi cả xa quay đứng chi bằng, sẵn vàng thanh bạch của hàng Sa Môn, nói gương từ Phổ Thế Tôn, quần khai giáo pháp tam muôn bốn ngàn. Ngày nay thiện tinh căn hàng ca xa đại lễ nghiêm trang cử hành, dân y với tâm lòng thành, ba vòng mà nhiêu Phật đồng thanh nguyện cầu, chư tăng hoan hỷ lành thâu căn lành, gieo giống để hầu mai sau. Nam mô ca sa tràng Bồ Tát, nam mô ca sa tràng Bồ Tát. Bạch đại đức từ bi minh chứng, ca sa này dân cúng chư tăng, xin Ngài nhân lãnh phước phan cho con tăng hoa bình an lâu dài. Bạch đại đức từ bi minh chứng, ca xa này dân cung chư tăng, xin Ngài nhân lãnh phước phan cho con tăng qua bình an lâu dài. Bạch đại đức từ bi minh chứng, ca xa này dân cúng chư tăng, xin Ngài nhận lãnh phước ban cho con tăng qua bình an lâu dài. Mời quý Phật tử chúng ta hãy cúng từng mảnh đi đến chư tôn thượng tòa đại đức tăng, cũng như quý vị trưởng quý vị sư cùng chư tôn đức ni. A Di Đà Phật.
mượn phẩm vật thay đôi lời kính ngưỡng, dân tăng ni thương tưởng chúc tâm thành, cầu quý ngài pháp thể mãi cương ninh, cho hậu thế cùng chúng sinh nương phước. Toàn thể đạo tràng đồng đảnh lễ dân cúng pháp y ca sa. Đây là pháp y ngày xưa Đức Thế Tôn thành đạo dưới cội Bồ Đề, cũng như chiến thắng ma quân đắc thành đạo quả. Chúng con thành kính dâng lên quý ngài làm phương tiện hoằng pháp lợi sanh, báo Phật ân đức, thành kính dâng lên cúng dường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiện đức nhị bộ tăng già chứng minh, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, lãnh đạo chính quyền các cấp, cùng toàn thể nam nữ Phật tử gần xa kính mến. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý liệt vị, quả thật ân sư chí trọng, tổ đức năng thù, với hàng môn đồ pháp quyến chúng con trang nghiêm tưởng niệm ngài Viên Tịch Cố Ni Sư, bậc thầy khả kính, đồng cung thỉnh chư tôn đức Quang Lâm chứng minh lễ cúng dường pháp y ca sa. Buổi lễ đến đây đã được thập phần viên mãn. Thay lời môn đồ pháp quyến cùng đạo tràng Phật tử, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn thiền đức nhị bộ tăng già. Mặc dù đang trong mùa an cư kiết hạ, quý ngài cấm túc thanh tịnh tấn tu đạo nghiệp, nhưng vì hoằng pháp lợi sanh và muốn ban rải phước lành cho hàng Phật tử, quý ngài đã bất từ bì nguyện quang lâm đạo tràng tịnh xá để chứng minh cho buổi lễ tưởng niệm và dân cúng pháp y. Thay lời ban tổ chức thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài, chúng con ngưỡng nguyện tam bảo gia hộ quý ngài luôn được phước trí nhị nghiêm, tăng long hạ lạp, Phật sự viên thành. Ban tổ chức cũng xin được tri ân quý vị khách quý, lãnh đạo các cấp chính quyền đã quan tâm và trợ duyên cho buổi lễ được thành tựu viên mãn. Kính tri ân toàn thể quý nam nữ Phật tử đã phát Bồ Đề tâm trợ duyên cho buổi lễ dân cúng pháp y. Cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể liệt quý vị luôn được an lành trong chánh pháp. Kính bạch chư tôn đức, trong suốt thời gian diễn ra lễ không sao tránh khỏi những điều thiếu sót, kính mong quý ngài từ bi quan hỷ chứng minh và thứ lỗi cho ban tổ chức chúng con. Trước khi thành kính cung thỉnh quý ngài thắp nén tâm hương tưởng niệm và quan lâm về nơi trai đường để chứng minh cho môn đồ pháp quyến Phật tử chúng con được thành kính tác pháp cúng dường, chúng con xin được trân trọng giới thiệu chư tôn thiền đức ni hệ phái khất sĩ xin được tụng kệ cảm tạ chư tôn đức. Cầu nguyện lòng trong sạch làm xong phước bao, và ơn nguyện gieo tạo thiện căn, diệt trừ các pháp trầm luân, trong ngày mai hậu nướng chân Phật đà. Lòng trong sạch làm xong phước bao, và ước quyền gieo tạo thiện căn, diệt trừ các pháp trầm luân, trong ngày mai hậu nướng chân Phật đà. Lòng trong sạch làm xong phước báo, và ước quyền gieo tạo thiện căn, diệt trừ khả pháp trầm luân, trong ngày mai hậu nương chứng Phật đàm. Thành kính cung thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể liệt quý vị đồng khởi thân hồi hướng. Chúng ma sanh vô biên thể nguyện độ phiền nào, tận thế nguyện đoạn pháp nào.
môn vô lượng. Nguyện học Phật đạo vô thượng, thế nguyện thành. Chúng con thành tâm bái thỉnh chư tôn thiền đức Quang Lâm về nơi giác linh đài Cố Ni Sư Xuân Liên, thắp nén tâm hương tưởng niệm và cung thỉnh quý ngài phân lập lưỡng ban Quang Lâm trai đường, chứng minh cho hàng môn đồ chúng con thành tâm tác pháp cúng dường. Ban hương đăng dân hương để cung thỉnh chư tôn đức, thắp hương tưởng niệm Cố Ni Sư Xuân Liên. Chúng con thành tâm bái thỉnh chư tôn thiền đức Nhị Bộ Tăng Già Quang Lâm giác linh đài, thắp nén tâm hương tưởng niệm. Sự Quang Lâm cao quý của quý ngài đã làm cho chúng con nhớ lại nhà thơ Nhất Chi Mai từng dạy rằng: chớ bảo xuân tàn qua rụng hết, đêm qua sân trước một nhành mai. Với tình pháp lữ thiên liêng, quý ngài đã Quang Lâm chứng minh cho buổi lễ. Hương trầm ngào ngạt chốn rừng thiền, vườn tuệ trồng lâu chiên đàn thiên. Giao dời vót thành hình non thăm, lò tâm vừa đốt kính dâng lên. Nam mô hương cúng dường giác linh, nam mô hương cúng dường giác linh, nam mô hương cúng dường giác linh tiền. Cung thỉnh chư tôn đức thượng hương và thành kính cung thỉnh quý ngài Quang Lâm trai đường chứng minh. Chúng con thành tâm bái thỉnh quý hòa thượng, quý thượng tọa, chư tôn thiền thích tăng, Quang Lâm trai đường phía bên tay phải nhìn vào. Kính cung thỉnh quý ni trưởng, quý ni sư, chư tôn thiền đức ni, Quang Lâm trai đường phía bên tay trái. Đồng cung thỉnh chư tôn thiền đức trong hệ phái cũng Quang Lâm chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng ni sư, chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh. Kính bạch quý ngài, vừa qua lễ tưởng niệm và dâng cúng pháp y ca sa để tưởng niệm đến bậc thầy khả kính ni sư Thích Nữ Xuân Liên, là người thầy đã suốt cuộc đời vì đạo pháp và chúng sinh và luôn hướng dẫn hàng môn đồ pháp quyến chúng con trên bước đường học Phật. Quả thật ân sanh thành đã đành to lớn, nhưng ân giáo dưỡng lại càng lớn lao hơn. Để ngõ hầu đền đáp thâm ân của ân sư trong muôn một, chúng con thành tâm bái thỉnh chư tôn đức Nhị Bộ Quang Lâm chứng minh. Giờ này đối trước trai đường chư tôn đức đã an trú vững vàng trong chánh niệm, chúng con trân trọng giới thiệu sư cô Thích Nữ Hiếu Liên
đại diện cho môn đồ Pháp Quyến có đôi lời tác pháp cúng dường ngưỡng mong quý ngài từ bi chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời, kính lạy Đức Tổ Sư khai sáng hệ phái khất sĩ Việt Nam, kính lạy Giác Linh Đệ Nhất Cố Ni Trưởng và chư vị Ni Trưởng đã viên tịch, ngưỡng bái bạch chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa chứng minh, ngưỡng bạch Ni Trưởng Ni Sư chứng minh, kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Hôm nay ngày 25 tháng 5 năm Ất Mậu Tuất, trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh dưới ánh hào quang của chư Phật, tỏa hương thơm hàng đại tử môn đồ Pháp Quyến chúng con, xin thành tâm đảnh lễ dâng lên, tác bạch và xin phép quý ngài cho chúng con được dâng lên đôi là dòng tưởng niệm tri ân. Bạch Thầy, khả kính đã khai sáng con đường trí tuệ cho chúng con. Kính bạch Giác Linh Thầy, chúng con thường nghe cổ đức dạy, nước có nguồn mới tỏa khắp rạch sông, người có đạo nhớ ơn Thầy Tổ. Phàm làm người ai cũng có ông bà cha mẹ, nuôi ta khôn lớn mới thành nhân chi mỹ. Nhưng chúng con được nghe Tổ Huy Sơn dạy, sinh ra ta tạo cho ta nên vóc hình ấy là cha mẹ, còn sinh ra với thân huệ mạng, được đi theo lẽ phải đường ngay, chánh ác làm lành tu nhân hỏa. Giải thoát là công đức của Thầy Tế Đồ, ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Tri ân và báo ân là đức tính cao cả của con người và nền tảng căn bản đạo đức của người học Phật. Trên tinh thần ấy, hôm nay ngày 25 tháng 5 là ngày lễ tưởng niệm lần thứ 3, lễ huy kỷ lần thứ nhất của Thầy chúng con là Ni Trưởng Thích Nữ Xuân Liên, thế danh Phạm Thị Ba, đã thuận lý vô thường nhẹ bước đi theo vào ngày 25 tháng 5 năm Ất Mùi 2015, hạ lạp 42 năm, trụ thế 70 năm. Kính bạch Giác Linh Thầy, nếu như biển muôn đời vẫn mặn thì tình Thầy con vẫn còn mang, nếu như sông suốt đời im lặng, ơn Thầy trong con hết ngập tràn. Kính bạch quý ngài, làm sao chúng con quên được hình ảnh người Thầy bậc ân sư khả kính, người đã không quản gian lao, không từ khó nhọc dạy dỗ chúng con, là người là tàn đại thọ, là cho chúng con nương bóng, để rồi hôm nay người không còn nữa, nhưng vẫu thời gian đến bước chúng con mất bóng Thầy vẫn mãi, và niềm tin kính mong tâm hồn của chúng con để đền đáp công ơn sâu nặng ấy, đây chút lòng thành xin chứng minh, của tuy bất túc chứa bao tình, nguyện cầu Phật Pháp trường lưu mãi, ánh đạo trang hòa khắp nhân sinh. Kính thành kính dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, cùng hiện tiền chư Tôn Đức, nương nhờ Phật lực và sức chú nguyện của quý ngài và Giác Linh Thầy chúng con được cao đăng Phật quốc, ngưỡng mong chư Tôn Thiền Đức Thì Từ Ai Mẫn chứng minh hứa khả nạp thọ lễ phẩm này cho hàng đệ tử chúng con được trượng thừa công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng kính bái bạch chư Tôn Đức chứng minh qua lời đại diện tác pháp cúng dường đại diện cho môn đồ Pháp Quyến,
Chúng con thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng chứng minh có đôi lời quấn từ cho đạo tràng chúng con, thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa quý vị môn đồ pháp quyến, toàn thể quý Phật tử, hôm nay là cái ngày mà quý vị những người đệ tử, những người Phật tử trở về tịnh xá Ngọc Trà để thành tâm tưởng niệm quý nhật lần thứ nhất cho cố nữ sư trụ trì tịnh xá Ngọc Trà. Với tinh thần hiếu ân đó, chúng tôi xin thay lời chư tôn thiền đức thành tâm để mà chứng minh và nguyện cầu tam bảo mười phương gia hộ và cho giác linh của cố ni sư được cao đăng Phật quốc và quý môn đồ pháp quyến được tinh tấn tu hành là để làm tròn cái bổn phận của người xuất gia, nhất là sư cô Hiếu Liên làm tròn cái bổn phận có vị trụ trì tiếp nối ni sư ở thời gian trước để mà phát triển cái ngôi tịnh xá này một ngày một đi lên và làm đạo một cách tốt đẹp để chúng ta đền ơn của thầy tổ cũng như báo Phật ân đức. Thì hôm nay quý vị đã thể hiện qua tấm lòng hiếu thảo đó, chúng tôi xin có cái lời khâm khen và kính chúc quý vị được cái nhiều cái phúc duyên tu hành tinh tấn để làm người đệ tử chân chánh hộ trì chánh pháp để đền đáp thượng báo tứ trọng ân hạ tế tam đồ khổ. Vậy quý chư tôn thiền đức tăng ni đã hứa khả từ bi chứng minh cho rồi, quý vị đứng lên để đầu thành đảnh lễ cúng dường để mà trượng thừa công đức sở cầu sở nguyện của quý vị được thành tựu như ý. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh A Di Đà Phật. Nhất tâm đảnh lễ hiện tọa đạo tràng chư tôn đức chứng minh tam bái, cung thỉnh chư tôn đức cử ba cung ma dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô gia na phật ca viên mãn. Na phật thiên ba ân hoa thần tinh ca mâu ni phật đương lai hà sanh di lặc tôn phật cực lạc phương tam thế nhân thiên chư phật đại trí văn thù sư lợi bồ tát đại hạnh vô hiền đại bi quan thế âm bồ tát chư tôn bồ tát ma ha tát ma ha bát nhã ba la mật tam đức lục vị tăng pháp giới ô tình vô đồng cúng dường giữa khoảng thực thời đương nguyện chúng sanh pháp thị sung ma mạng biên thị biên thực chân ngôn cần đương trì tụng nam mô Bồ Tát Quán Thế A Đà Bà Lô Chi Đế Âm Tam Bà Ra Tam Bà Ra Hồng. Nam Mô Tát Phật Đản Thang A Đà Bà Lô Chi Đế Âm Tam Bà Ra Tam Bà Ra Hồng. Nam Mô Tô Rô Bà Gia Ra Tô Rô Bà Ra Tô Rô Ta Bà. Nam Mô Tô Rô Bà Gia Đản Thang A Đà Gia Đản Đi Thang Tô Rô Rô Bà Ra Tô Rô Bà Ra Tô Rô Ta Bà. Nam Mô Tô Rô Bà Gia Đăng Tạng Nga Đá Gia Đắc Địa Tha Đô Văn Ra Tô Rô Ta Bà An Nga Nga Nam Tam Bà Bà Viện Nhất Ra Hồng. An Nga Nga Nam Tam Bà Bà Viện Nhất Ra Hồng. An Nga Nga Nhất Ra Hồng. Phật Chế Tăng Ni Thực Tồn Ngũ Quang Tán Tâm Tạp Hội Tinh Thi Năng Tiêu Đại chúng văn canh thình ca chánh na niệm nam mô Di Đà Phật tam bạc ra già giang tam bạc ra già giang tam bạc ra già giang tam
tam ba ra già già tam ba ra già già tam ba ra già già cùng thỉnh chư tôn đức tâm điện tâm đề vũ quán và tu tiền kiết trai. Nam mô Tăng Đa Nam Tam Miếu Tam Bồ Đề Cầu Chi Nam Đát Địa Tạng Chiến Lây Chù Lây Chân Đề Tà Ba. Nam mô Tăng Đa Nam Tam Chù Lây Chân Đề Tà Ba. Nam mô Tăng Đa Nam Tam Miếu Tam Bồ Đề Cầu Chi Nam Đát Địa Tạng Chiến Lây Đệ ta bà sơ di bồ thi gia tất quạnh kỳ lợi ích như thủy nhào hậu tân đắng an là phán thân di ngờ cá đương nguyện chúng sanh sợ tác giai biện phụ chư Phật ca pha tướng niệm công thân thù tăng hành vô vi tăng phước giai hồi hương chữ chúng sanh tông quang vô lương quang vần lạng nguyên tiêu tham dương trừ miền nào nguyên đăng trí huệ dân bình liêu bồ nguyện tôi chương tất tiêu trừ thế thế thường hạnh bồ vị mang lương vì lỡ con đưa hồ cầm bờ dẫn đi nga đặt dường Di Đà Phật phục nguyện tông phong vĩnh chấn tổ ấn trùng quang Phật nhật tăng quy pháp luân thường chuyển phong điều võ thượng quốc thới dân an thiên hạ thái bình chư tai tiêu diệt thượng lai kim vì đạo tràng tỉnh xá ngọc trà chư vị môn đồ pháp quyến thành tâm thiết lễ tưởng niệm cúng dường báo đức ân sư phụng vị cố ni sư thích nữ xuân liên trụ thế thất thập tế hạ lạp tứ thập nhị niên Duyên tịch ất mùi niên chánh hoạt nhì thập ngũ nhật lương thời thị tịch tây quy nguyện giác linh cố ni sư cao đăng thượng phẩm hồi nhập ta bà quả độ chúng sanh thường hành bồ tát đạo thứ nguyện môn đồ pháp quyến phật tử lục độ tề tu chánh pháp phụng thừa bồ đề quả mãn Phổ nguyện cửu quyền thất tổ cộng siêu thăng bát đạn tam đồ câu mông giải thoát âm siêu dương thạnh lợi ích tồn vong pháp giới an thân tề thành Phật đạo Nam mô A Di Đà Phật đạn tràng viên mãn pháp sự châu viên cung đánh chư tôn thiền đức thọ trai Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ni trưởng, quý ni sư, quý sư cô, và giờ này ra đường của chúng con đã vừa xuất bát vừa xong, chúng con thành tâm cung thỉnh quý ni trưởng, quý ni sư và đại chúng quang lâm ra đường để tập kinh chú nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương này đến với Đức Như Lai xin Phật chứng minh cho lễ cúng dường này đến với chư Bồ Tát xin tăng chứng minh cho lễ cúng dường này đến
người, cầu xin cho tinh chủ mau đến quả niết bàn. Phước thế thuận xuôi theo nguồn chân lý, cầu an tai nạn đặng muôn lần, phá nguyện tu hành thành chánh giác, tây phương tịnh độ chỗ vãng sanh. Nguyện đồ cả thời chúng sanh, kẻ tháng siêu sanh, người còn thơ thơi, biển ai hiên lòng sống mê trong sanh, pháp giới chúng sanh đồng tròn. Nguyện khám tinh thế ruộng phước thiện gieo, cha công ơn cao như núi, lòng son luôn luôn con ghi khắc bao ân ngày Vu Lan. Trời xanh bao la, ngàn chim ríu rít trên cành cây, mừng vui Vu Lan cùng vọng hướng Đức Ngô Kiền cha. Vu Lan về khắp nơi, nay con nguyện gắng theo gương Đức Ngô Kiền Liên. Tôi trở về đây thành phố đã sang mùa, khung trời đầy mây ngày tháng đang vào thu. Bâng khuâng tôi đứng
ngắm nhìn mây bay, thương cho con nước vơi đầy tình quê lưu luyến bao ngày. Tháng năm dài còn mãi trắng tay, tháng bảy ngày trắng mùa hiếu vu lan về. Hoa hồng người ta cài áo sắc hồng tươi, riêng con hoa trắng trắng màu tang thương. Mẹ ơi thương mến không cùng, và ai mang đó hoa này xót thân này màu trắng đơn côi. Mẹ hiền ơi, đang vui cùng đời, hoa hồng đỏ thắm trên môi. Còn mình có lang thang nhằng cành hoa trắng, nghe cay đắng tìm vết tấm hồng. Đời mặc vui khi mẹ chẳng còn. Bây giờ vào thu vàng lá bay bay nhiều, khung trời từ ly mẹ đã một lần đi. Bao nhiêu đau xót nát lòng con thơ, mẹ ơi thương mến vô cùng. Trần gian sương khói ơ thờ, mất mẹ rồi đời hết ngây thơ. Đoá sen vươn lên trời cao,
long lanh dưới nắng chiều rơi. Tiếng chuông chùa trầm lặng đem bao nguồn an vui hạnh phúc trong cõi trần ai. Chùa như ánh dương soi đường, lửa thiền xiêm nơi nơi pháp luân truyền ánh đạo vàng, chúng sanh giác ngộ tư quang nơi lòng. Chùa tôi bao mến thương, là nơi tôi lớn khôn, dạy tôi luôn sống vui chan hòa tình thương. Dù cho năm tháng qua, dù cho bao đổi thay, lòng tôi vẫn luôn nhớ mãi chùa xưa. Chùa tôi vẫn như